chào tất cả quý vị đã trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mark Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Lê Bá Cường ở Thiệu Trung, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Hello, xin chào mọi người. Tôi là Chu Bin. Và hôm nay thì tôi đến với Mark Home thì tôi đã lựa chọn được cho mình những cái đồ nội thất rất là giá phải chăng và nó rất là đẹp. Đặc biệt nữa là nhân viên ở đây thì tư vấn rất là nhiệt tình. Nên là rất là mong Smart Home sẽ được thành công trong cái bước đường mà Smart Home hôm nay khai trương và ngày càng sẽ thành công hơn nữa. Smart Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Smart Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Smart Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Smart Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Smart Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Smart Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Smart Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Smart Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Smart Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi chúng ta đến thăm căn nhà của anh Cường ngày hôm nay cũng như tất cả video trước, nhà anh xin giải ít phút đầu tiên điểm sơ một số thông tin cơ bản về Smart Home nhé. Smart Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và trên kênh YouTube của chúng tôi đó chính là kênh Smart Home với hơn 100.000 lượt đăng ký và kênh Nhà đẹp Smart Home với hơn 1 triệu lượt đăng ký, thì mỗi ngày đều đăng tải liên tục những mẫu video mới để có thể giới thiệu những mẫu nhà đến với quý vị. Có những mẫu nhà mái Nhật nè, có nhà mái Thái, có nhà mái Bằng, có nhà mái Mansa, phong cách hiện đại, phong cách tân cổ, vân vân. Em tin chắc rằng dù quý vị là cái gu như thế nào thì cũng có thể lựa chọn một mẫu nhà mình yêu thích trên kênh YouTube của Smart Home nhé. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi, đó chính là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói. Cho nên nếu quý vị có nhu cầu, hãy liên hệ ngay hiện số hotline của Smart Home để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Trở lại với căn nhà ngày hôm nay chính là căn nhà của anh Lê Bá Cường. Thì đầu tiên anh sẽ mời quý vị xem về ảnh vẽ 3D căn nhà này trước nhé. Đây sẽ là một căn nhà mà An luôn nói rồi, đây là mẫu nhà luôn luôn được yêu thích của Smart Home từ đó đến nay. Quý vị có thể thấy là hiện tại cái mẫu nhà này phải nói là siêu hot trên thị trường đó quý vị. Khắp ba miền Bắc, Trung, Nam thì cái số lượng hợp đồng để mà lựa chọn cái mẫu nhà này để thiết kế cho ngôi nhà của mình thì rất là lớn. Đây là mẫu nhà 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại. Và nếu mà cái không ngoan thì người ta có thể gọi nó là mẫu nhà quốc dân, bởi vì khắp ba miền đều yêu thích cái mẫu nhà này hết. Chắc chắn nó cũng phải có cái lý do cho cái sự yêu thích này. Nếu một cái ngôi nhà mà bình thường quá thì làm sao mà lại có thể chinh phục được nhiều người, đúng không nào? Cho nên là chắc chắn cái mẫu nhà này sẽ có những cái đặc điểm mà khiến cho người ta yêu thích nó. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích nhé. Đầu tiên em nghĩ là cái công rất lớn để mà cái mẫu nhà được yêu thích đó chính là nhờ vào phần mái. Như em đã chia sẻ thì mỗi cái mái nó sẽ cho chúng ta một cảm giác khác nhau. Mái Nhật khác, mái Thái, mái Mansa, mái Bằng hay mái Lệch, mỗi loại mái đều sẽ có một cái cảm giác và nó sẽ phù hợp riêng với từng cái thiết kế. Ở đây thì mái Nhật em nghĩ rằng đối với người Việt Nam chúng ta thì cái gu nó thay đổi theo từng thời kỳ. Trước đây thì người ta không thích mái Nhật đâu quý vị, người ta nghĩ là cái chiều cao nó không đủ để gây ấn tượng, cho nên là người ta sẽ không lựa chọn mái Nhật nhiều. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại bắt đầu người ta dần dần nhận ra là cái xu hướng trên thế giới như thế nào. Không phải là chúng ta cứ xây thật là cao, chúng ta chọn cái loại mái thật là nổi bật thì ngôi nhà sẽ đẹp, cũng chưa hẳn đâu. Quan trọng nhất vẫn là cái sự phù hợp với không gian, phù hợp với quang cảnh, thì mái Nhật có được điều đó nhé. Mái Nhật là cái loại mái mà quý vị có thể áp dụng cho gần như hầu hết tất cả các loại nhà, từ những cái nhà vườn một tầng rất là nhỏ bé đến những ngôi nhà biệt thự, những cái nhà phố chúng ta vẫn có thể sử dụng mái Nhật được, bởi vì nó không phải quá cao cho nên nó cũng không có phá đội hình. Đặc biệt nếu công trình nó quá cao mà chúng ta lựa chọn cái loại mái nó cao hơn nữa thì nhìn nó sẽ rất là không hợp lý, đúng không nào? Cho nên là mái Nhật thì dù trong trường hợp nào, dù cho quang cảnh xung quanh như thế nào thì nó cũng phù hợp hết. Đó là một lý do mà nó được yêu thích. Tiếp theo đây An sẽ nói đến đó chính là thiết kế hiện đại của căn nhà.
Rõ ràng thì giữa phong cách tân cổ điển và hiện đại, mỗi phong cách nó sẽ phù hợp với đối tượng khác nhau. Nhưng mà cũng không thể phủ nhận được rằng phong cách hiện đại đang ngày càng chiếm ưu thế hơn. Bởi vì rõ ràng chúng ta đang sống trong cái thời đại mà quý vị thấy là thời gian trôi rất nhanh và công nghệ nó cứ tiên tiến dần. Mọi thứ bắt đầu người ta đi theo cái xu hướng đó chính là có cái sự tinh giản, có cái sự ấn tượng tập trung vào những cái điều đó chứ không phải là tập trung vào những cái chi tiết trang trí nữa. Và quả thật thì một ngôi nhà cũng vậy. Dần dần người ta nhận ra rằng cái việc mà ngôi nhà nó đẹp nó phải thể hiện ở công năng, phải thể hiện ở những cái hình khối vững chắc, chắc chắn của nó, tạo cảm giác yên tâm cho chúng ta khi vào nhà. Chứ không hẳn là người ta sẽ ưa chuộng những cái họa tiết hoa văn quá cầu kỳ như là những cái nhà tân cổ điển nữa. Cho nên là nhà hiện đại hiện tại là cũng đang chiếm ưu thế trên thị trường. Không chỉ ở Việt Nam thôi nhé, mà trên toàn thế giới đều như vậy. Và phong cách hiện đại hay tiếng Anh ta gọi là Modernism, thì quý vị có thể thấy là căn nhà sẽ áp dụng đó chính là từ những cái hình khối vuông vức khỏe khoắn, tạo nên cái sự bề thế nè, như những cái khối vuông nó ghép lại với nhau. Rồi về vật liệu cũng vậy, phong cách hiện đại là phong cách mà đi đầu vật liệu quý vị. Bởi vì vật liệu khi mà chúng ta chế tác ra nhiều thì chúng ta sẽ hiểu là sẽ áp dụng được nhiều khu vực khác nhau và sẽ giúp cho căn nhà nhìn nổi bật hơn. Ở đây riêng với căn nhà của anh Cường thì quý vị có thể thấy là ốp lát rất nhiều vật liệu khác nhau. Đầu tiên ta có thể không thể nào bỏ qua được đó chính là gỗ nhựa. Gỗ nhựa thì chúng tôi sẽ ốp ở ngay một cái phần đó chính là ở ngay ở bên trên sát với phần của mái. Tại sao cái vị trí này chúng ta lại ốp gỗ nhựa, hoặc là chúng ta cũng có thể ốp gạch giả gỗ cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ như một cái trung gian, nó là một cái điểm nhấn đó quý vị. Và khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta ốp gỗ nhựa ngoài trời thì hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Bởi vì gỗ nhựa là 80% của nó là xi măng, chỉ có 20% là cellulose thôi. Và bên cạnh đó thì gỗ nhựa nó sẽ rất là thân thiện với môi trường cũng như là nó an toàn sức khỏe người sử dụng nhé. Cho nên là chúng ta ốp lát dù là bên ngoài trời hay là ở bên trong nhà nội thất, nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Cho nên là đó là lý do mà ngày càng nhiều gia đình lựa chọn gỗ nhựa để ốp lát ở ngoài thất cũng như là nội thất. Ở đây thì em còn chú ý thêm chi tiết, đó chính là cái chi tiết giàn hoa. Cái giàn hoa này thì quý vị nhìn quý vị sẽ nghĩ là nó được làm vật liệu gì ạ? Nhiều người sẽ lầm tưởng đây là gỗ tự nhiên, nhưng mà không phải đâu ạ. Giàn hoa này chúng tôi sẽ làm đó chính là làm từ sắt sơn tĩnh điện và sơn màu giả gỗ. Cho nên quý vị thấy nó cũng có cái tông màu nâu và nó cũng rất khớp với cái phần gỗ nhựa mà chúng tôi sẽ ốp lát ở bên trên. Cho nên là nhìn vào nó tạo ra một cái tổng thể khá bắt mắt. Một chi tiết của căn nhà nữa và em cũng phải nói đến đó chính là có những khu vực chúng tôi sẽ ốp gạch giả đá và chúng tôi sẽ ốp màu ghi. Còn lại thì một số khu vực, ví dụ là những cái chiếc cột, thì quý vị có thể thấy là chúng tôi sẽ ốp đá. Ở đây là ốp đá granite nhé. Và nó sẽ có hai màu khác nhau. Ví dụ là cái rãnh cột bên trong, ở thân bên trên thì chúng tôi sẽ ốp màu nâu, còn ở bên dưới chúng tôi sẽ ốp màu vàng để tạo nên điểm nhấn. Và cũng không thể bỏ qua đó chính là ở bên dưới cùng của căn nhà thì chúng ta sẽ ốp đá chẻ. Đây là vật liệu rất quen thuộc, gần như căn nhà nào có bathroom chúng ta cũng sẽ đều ốp đá chẻ bên dưới hết, để mà nó như có phần bảo vệ của căn nhà vậy, và nó sẽ giúp cho căn nhà nhìn nổi bật hơn. Đó chính là về tổng quan bên ngoài ngoại thất của căn nhà này. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong bằng cách sẽ đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của căn nhà anh Lê Bá Cường nhé. Đầu tiên đó chính là mặt bằng định vị công trình. Quý vị có thể thấy tổng quan của công trình so với khu đất. Khu đất của nhà anh Cường thì sẽ có chiều sâu là 30m, chiều ngang là 20m ha. Còn từ phía mặt tiền căn nhà đi ra đến phần đường phía trước là rơi vào tổng khoảng 8m. Căn nhà này thì quý vị so sánh với hoa tiêu của chữ B bên góc phải sẽ thấy là căn nhà sẽ hướng xuống bên dưới, hướng qua bên phải. Hướng xuống bên dưới là sẽ là hướng nam, còn hướng bên phải sẽ là hướng đông. Vậy là căn nhà của anh Cường sẽ là hướng đông nam quý vị nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của căn nhà. Dựa vào đây có thể thấy là căn nhà của anh Cường sẽ có chiều dài là 17,83m, chiều rộng là 9,52m, và từ đó anh tính được tổng diện tích sử dụng là 190m². Xin lưu ý chúng ta không phải lấy dài nhân rộng nhé, bởi vì quý vị phải căn cứ vào cái hình dạng thực tế của công trình. Chiều dài thì người ta sẽ tính luôn những cái phần đua ra bên ngoài, ví dụ là những cái phần sảnh v.v. Nhưng mà chúng ta cần phải chỉ tính những cái phần tường bao thôi, cho nên quý vị phải lưu ý giúp em. Ở đây thì công năng tầng 1 tôi sẽ bố trí như sau. Chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách, một khu vực phòng ăn,
một khu vực phòng ngủ và đặc biệt sẽ có một khu vực là nhà bếp cũ. Tức là sao? Tức là gia đình họ có thể giữ lại cái không gian bếp cũ của căn nhà trước để mà chúng ta có thể tiếp tục sử dụng. Tiến lên tầng 2, chúng ta sẽ bố trí là có một khu vực phòng thờ, rồi khu vực hai thêm hai khu vực phòng ngủ nữa. Còn lại ở bên ngoài sẽ là có mái nhà ăn cũ, sẽ làm khu vực sân phơi. Nhiều quý vị thắc mắc là tại sao tôi không thấy vị trí của nhà vệ sinh, thì chắc chắn là cũng không thể nào thiếu đâu quý vị. Thì có thể là với gia đình thì họ sẽ đặt nhà vệ sinh ở bên ngoài của căn nhà. Điều này thì cũng tùy thuộc vào gia đình thôi. Có những gia đình họ thích cái không gian vệ sinh, họ nghĩ là không phải là không gian chính, cho nên họ hoàn toàn có thể đặt ở bên ngoài của công trình chính. Thì cái điều đó tùy thuộc vào lựa chọn của gia chủ nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt đứng của căn nhà này. Ở đây sẽ đọc mặt đứng trục AC. Với mặt đứng này thì quý vị sẽ thấy là từ cos 0,0 lên đến đỉnh của mái là 10,3m, sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 4,1m, sàn tầng 2 lên đến sàn mái là 3,6m. Ngược lại từ cos 0,0 xuống ngược lại sân là 75cm, chia cho 5 bậc tam cấp, 75 chia 5 bằng bao nhiêu ạ? 75 chia cho 5 thì chúng ta sẽ có một bậc là 15cm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về mặt cắt của căn nhà này. Ở đây sẽ đọc về mặt cắt trục AA. Với mặt cắt này thì quý vị dễ dàng nhận thấy được những cái ô cửa sổ cũng như là cửa đi ở trong nhà. Có cửa đi cao 2m7 nè quý vị ha. Rồi ta thấy được là cái vị trí cầu thang ở trong nhà nữa. Rồi đặc biệt nhất đó chính là cái phần sàn ở có sắp mái, quý vị có thể dễ dàng nhận thấy là ở đây chúng tôi sẽ đổ là sàn bê tông. Cái việc mà đổ sàn bê tông ở có sắp mái, sau đó là xây tường thu hồi, gác vì kèo lợp ngói, đây là một cái việc mà em đã chia sẻ rất nhiều lần. Nó sẽ rất là cần thiết bởi vì nó sẽ giúp chúng ta chống nóng, chống dầu nước mưa và chống trộm cực kỳ tốt. Tiếp theo sẽ đọc đến đó chính là chi tiết cửa đi D1 của căn nhà. Ở đây quý vị có thể thấy là đây là cửa chính ha. Và chất liệu là gỗ lim Nam Phi, kính an toàn 8,38mm. Gỗ lim Nam Phi thì nằm trong nhóm tứ thiết trong bảng phân loại gỗ Việt Nam. Đinh lim sánh tấu. Kích thước là 2750x2700mm, số lượng là một bộ. Quý vị nhìn mặt đứng mặt cắt của nó. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta xét về thước lỗ ban thì quý vị có thể chúng ta sẽ lấy cái phần mà người chúng ta sẽ hay đi qua lại thôi. Bởi đây là kích thước thông thủy, tức là cái phần mà chúng ta đi qua lại. Còn những cái phần mà hay cố định, ít mở thì chúng ta có thể không tính. Ở đây thì quý vị nhìn mặt cắt có thể thấy là hai cái cửa chính, hai cái cửa ngay trung tâm thì chúng ta sẽ hay mở ha. Thì đây sẽ có kích thước là 1610. Em sẽ truy cập vào trang web thiết kế thi công trọn gói .com, chọn một thước lỗ ban, nhập con số 1610 vào, quý vị sẽ thấy nó sẽ thuộc vào cung phát đạt nằm trong khoảng quý nhân. Đây là khoảng tốt, gặp khoảng này gia cảnh được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Bây giờ sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà Lê Bá Cường. Dựa vào mặt bằng móng có thể dễ dàng nhận thấy ha. Quý vị có nhận ra đây là cái loại móng gì không ạ? Em nghĩ rằng với ai lần đầu tiên xem thì sẽ không biết đâu, nhưng mà ai đã xem rất nhiều những video mà em review rồi thì sẽ nhận ra ngay. Đây là móng băng bê tông cốt thép. Với móng băng thì em đã chia sẻ rất nhiều lần rồi nhé. Nó có ưu điểm là truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, và với móng băng nó cũng giúp là cái sự liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách chắc chắn hơn. Móng băng thì sẽ có nhiều loại trên thị trường nữa quý vị. Nếu mà xét về vật liệu sẽ có móng băng gạch hoặc móng băng bê tông cốt thép. Và đa phần thì với những công trình mắc hôn thiết kế thì chúng tôi đều ưu tiên lựa chọn là móng băng bê tông cốt thép nhé. Và cuối cùng anh sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Cường. Và anh sẽ đọc đó chính là mặt bằng thoát nước của tầng 1. Đúng với tên gọi của nó, chúng ta sẽ thấy được những cái đường thoát của công trình. Ví dụ là có PVC D60 xuyên sàn kẹp tường thoát máy giặt. Tức là tường trên tầng 2, sau khi giặt đồ xong thì chắc chắn phải có một cái đường nước thoát máy giặt đúng không nào? Rồi chúng ta sẽ có những vị trí là xuyên dầm âm tường thoát ban công của tầng 2, rồi thoát sân của tầng 2 vân vân. Tất cả những cái vị trí này thì chúng ta sẽ tính toán ngay từ trước để đảm bảo là hệ thống nước của căn nhà có một cách hợp lý nhất. Và để nhận em vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của anh Lê Bá Cường ở Thiệu Hóa, Thanh Hóa, một mẫu nhà quốc dân rất đẹp. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này muốn thiết kế tương tự, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mắc Hôn và những số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe và nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, nhận em xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mắc Hôm với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết.
chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.